Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trương Quan Trẻ, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ 6, ngày 24 tháng 5 2024. Và sau đây là các bản tin chính. Các ứng cử viên Trump và Kennedy phát biểu tại hội nghị đảng tự do Libertarian. Tòa án hình sự quốc tế ICJ ra lệnh cho Israel dừng hoạt động quân sự tại Rafah. Bộ trưởng Quốc phòng Austin trao quyền cho Thứ trưởng Hicks để xét nghiệm sức khỏe. Trung Quốc diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan sang ngày thứ hai. Du hành ngày lễ Memorial sẽ rất bận rộn trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Vài điều cần biết liên quan đến an toàn dưới nước trong dịp hè. Những điều phụ huynh cần biết về các trào lưu nguy hiểm của truyền thông xã hội. Và Amazon giảm giá trên 4.000 thực phẩm tạp hóa. Thưa quý vị, đó là các tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Chương trình sẽ bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên sẽ Anh Dũng trình bày. Bản tin đầu tiên được mở đầu với việc đại hội đề cử tổng thống của đảng tự do Libertarian sẽ diễn ra vào cuối tuần này và bắt đầu từ ngày hôm nay thứ Sáu. Và người ta ghi nhận rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là diễn giả nổi bật trong hội nghị này. Đây rõ ràng là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà một đảng chính trị có ứng cử viên của một đảng khác tại đại hội đề cử của chính đảng đó. Đảng tự do được thành lập để có thể thách thức sự sùng bái nhà nước toàn năng và bảo vệ quyền cá nhân, và đặc biệt đưa ra các ứng cử viên tranh cử dành cho chức vụ trên nền tảng tự do cá nhân, tự do kinh tế và chính sách đối ngoại hòa bình. Một cuộc đối đầu giữa ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert Kennedy Jr. sẽ được diễn ra vào cuối tuần này tại Đại hội Đảng Quốc gia, Đảng Tự do ở Washington, khi mỗi người đang tìm cách tranh thủ các cơ sở của đảng này. Có khả năng là hai ứng cử viên sẽ đối đầu một cách trực tiếp, nhưng người ta đã biết rằng là hai người sẽ cùng xuất hiện vào hai thời điểm khác nhau. Ngày hôm nay thì ông Kennedy sẽ có một cái buổi nói chuyện tại đại hội này, và ngày mai thứ Bảy thì sẽ là chương trình phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump. Đảng Tự do có quyền bỏ phiếu ở ít nhất là 37 tiểu bang, là một đảng chính trị không theo chủ nghĩa can thiệp và đã có một số các biến thể kể từ khi được thành lập vào những năm 1970. Các thành viên của nó được biết đến nhiều nhất vì phần lớn có tư tưởng tự do về mặt xã hội và bảo thủ về mặt tài chính. Đảng này dự kiến sẽ xác nhận các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống vào ngày Chủ nhật sau hai ngày đại hội. Những người theo chủ nghĩa tự do là một trong những nhà tư tưởng độc lập và chu đáo nhất ở đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giúp thúc đẩy tự do cho mọi người Mỹ, và chính quyền Trump thứ hai sẽ đạt được mục tiêu đó. Tôi mong được phát biểu tại đảng tự do. Sự kiện này sẽ có sự tham dự của nhiều người bạn tuyệt vời của tôi. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố như trên trong một tuyên bố với đài ABC News. Ông Trump và ông Kennedy đều hiện đang tìm cách thu hút các cử tri ở những nơi có thể khi mà ngày bầu cử đang tiến gần. Trong các cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng cựu Tổng thống hiện đang dẫn trước ứng cử viên Biden với tỷ lệ xích sao, lần lượt là 41% đến gần 40%. Trong khi Kennedy dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 10%, theo mức trung bình thăm dò toàn quốc trên 538 người được hỏi thăm. Đảng Tự do cho biết là họ đã mở rộng lời phát biểu tới cả ông Trump và ông Biden và gọi sự chấp nhận của cựu Tổng thống là một sự kiện rất quan trọng. Bản tin kế tiếp là Tòa án Hình sự Quốc tế ICJ ra lệnh cho Israel dừng hoạt động quân sự tại Rafah. Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc đã kết luận rằng Israel phải ngưng cuộc tấn công quân sự ở thành phố Rafah ngay lập tức. Lệnh này đã được thẩm phán chủ tọa đọc tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ vào ngày thứ Sáu. Thẩm phán Nawab Salam đã đánh giá tình hình tại Rafah là thảm họa. Tòa án ICJ cũng yêu cầu Israel bảo đảm quyền tiếp cận các cơ quan điều hành và phái bộ tìm hiểu thực tế của Liên Hợp Quốc để điều tra những cáo buộc về tội diệt chủng và mở cửa biên giới Rafah để hỗ trợ nhân đạo.
trong khi Tòa án Công lý Quốc tế không có phương tiện để thực thi mệnh lệnh của mình. Thì sự việc này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự cô lập toàn cầu của Israel đối với chiến dịch của họ tại Gaza, đặc biệt kể từ khi nước này bắt đầu cuộc tấn công vào Rafah trong tháng này, chống lại yêu cầu ngưng chiến sự của Hoa Kỳ là chính quyền đồng minh thân cận nhất của Israel. Thẩm phán Salem nói rằng Israel chưa giải thích cách mà họ sẽ bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di tản Rafah, hay là cung cấp thực phẩm, nước uống, vệ sinh và thuốc men cho 800.000 người Palestine đã chạy trốn khỏi cuộc tiến công của Israel. Tòa án ICJ ra lệnh cho Israel mở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập vào Gaza để tiếp nhận viện trợ. Họ nói thêm rằng Israel phải cung cấp quyền truy cập cho các nhà điều tra và báo cáo lại tiến trình của mình trong vòng một tháng. Lệnh này đã được hội đồng gồm có 15 thẩm phán quốc tế thông qua trong cuộc bỏ phiếu với kết quả 13 thuận trên 2 chống. Chỉ có các thẩm phán từ Uganda và chính Israel là phản đối. Nam Phi đã ca ngợi phán quyết này là mang tính đột phá. Chính quyền Palestine được quốc tế công nhận cho biết họ đại diện cho sự đồng thuận toàn cầu rằng chiến tranh phải chấm dứt, mặc dù phát ngôn viên của Tổng thống Nabil Abu Rudeine nói rằng điều đó chưa đi đủ xa vì nó không ngừng giao tranh ở các khu vực khác của dải Gaza. Trong khi đó, phía Israel đã phản ứng với sự phẫn nộ. Bộ trưởng Tài chính cực hữu là Bezalel Smotrich nói rằng những yêu cầu Israel dừng chiến tranh cũng chính là yêu cầu nước này ngưng tồn tại, là điều mà Israel sẽ không đồng ý. Lãnh đạo phe đối lập Israel là Yair Lapid thì gọi lệnh này là sự suy sụp đạo đức và thảm họa đạo đức vì đã không liên kết được yêu cầu ngưng chiến đấu với yêu cầu Hamas phải trả tự do cho các con tin. Lệnh này được đưa ra một tuần lễ sau yêu cầu của Nam Phi như là một phần của vụ kiện cáo buộc Israel vi phạm công ước diệt chủng được ban hành sau thảm họa Holocaust. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Thiếu tướng Patrick Ryder trong ngày hôm nay thứ Sáu đã cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, sẽ trải qua một thủ tục để khám nghiệm về vấn đề sức khỏe không trải qua phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Walter Reed vào tối ngày hôm nay thứ Sáu. Ông Ryder cho biết là ông sẽ tạm thời, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ tạm thời chuyển giao quyền lực cho cấp phó của mình là bà Kathleen Hicks. Thủ tục này liên quan đến vấn đề bàng quang mà tướng Austin đã phải chịu do cuộc phẫu thuật mà ông ấy đã trải qua nhằm điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào năm ngoái. Thông báo từ Thiếu tướng Patrick Ryder liên quan đến quy trình dự kiến vào thứ Sáu là một phần nằm trong các nỗ lực của Ngũ Giác Đài để minh bạch hơn về vấn đề sức khỏe liên quan đến Bộ trưởng Austin. Bộ trưởng Austin đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tại Walter Reed vào hồi tháng 12 và tháng 12 năm 2023 và tháng Giêng năm 2024 mà đã không thông báo trực tiếp với Tổng thống, cấp phó của ông hoặc ngay cả công chúng, và chính điều này đã dấy lên một số các tranh cãi. Và sau đó thì chính bản thân của ông Austin đã thừa nhận là đáng lẽ ông phải nói việc này về việc nhập viện của mình, đồng thời sẽ cam kết sẽ minh bạch hơn trong tương lai. Ông nói sau khi mà mọi việc đã dở lỡ thì ông nói: "Tôi muốn nói rõ ràng rằng chúng tôi đã không giải quyết đúng việc này và tôi đã không giải quyết việc này một cách đúng cách. Lẽ ra thì tôi phải nói báo cáo với Tổng thống về vấn đề chẩn đoán ung thư của mình, và vấn đề tôi cũng phải nói với nhóm của mình cũng như là công chúng, và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều này." Bộ trưởng Austin đã tuyên bố như vậy vào hồi tháng 2, vài tuần lễ sau khi ông ấy đã nhập viện vào những ngày đầu năm sau các biến chứng từ cuộc phẫu thuật trước đó vào ngày 22 tháng 12 để điều trị bệnh ung thư. Và ông nói: "Tôi xin lỗi đồng đội và người dân Hoa Kỳ." Thông báo ngày hôm nay về thủ tục của Bộ trưởng Austin đã được đưa ra khi mà ông đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Kenya là ông William Ruto tại Ngũ Giác Đài. Trước khi thông cáo báo chí được đưa ra, ông Austin và Tổng thống Ruto đã phát biểu khai mạc trước cuộc gặp gỡ song phương và bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Kenya và công nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Trung Quốc diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan trong ngày thứ Hai. Trung Quốc cho biết họ đang thử nghiệm khả năng nắm quyền lực khi bắt đầu ngày thứ nhì của cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan hôm thứ Sáu. Đại tá Hải quân Li Si, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng cùng nhau nắm quyền, tiến hành các cuộc tấn công chung và chiếm giữ các khu vực trọng điểm, trong một bài đăng được chia sẻ trên tài khoản truyền thông xã hội của Bộ Tư lệnh Chiến trường Miền Đông. Tân Tổng thống của Đài Loan là ông Lại Thanh Đức đang bị thử thách khi Trung Quốc tiến hành một ngày tập trận quân sự quy mô lớn khác quanh hòn đảo Thụy Trì chỉ vài ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.
Bắc Kinh đã tố cáo ông Lại Thanh Đức là một kẻ ly khai nguy hiểm và chỉ trích bài phát biểu nhậm chức của ông hôm thứ Hai, trong đó ông kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa Đài Loan. Điều này đã trở nên rõ ràng hơn nhiều dưới thời mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù chưa bao giờ kiểm soát hòn đảo này và tuyên bố sẽ chiếm hòn đảo này bằng vũ lực nếu cần thiết. Đại đa số người Đài Loan không muốn sống dưới sự cai trị của Trung Quốc. Nhưng ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo độc tài nhất của Trung Quốc trong một thế hệ đã nói rõ rằng sự thống nhất tất yếu của hòn đảo với đại lục không thể bị trì hoãn vô thời hạn. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày bao gồm các hoạt động chung của lục quân, hải quân, không quân và lực lượng hỏa tiễn Trung Quốc đang được tiến hành ở eo biển Đài Loan, là một vùng nước hẹp ngăn cách hòn đảo này với Trung Hoa lục địa, cũng như là phía Bắc, Nam và Đông của Đài Loan. Lần đầu tiên cuộc tập trận của Trung Quốc còn có sự tham gia của cảnh sát biển Trung Quốc hoạt động ở các khu vực xung quanh các đảo xa xôi như là Kinmen, Matsu, Wuku và Dongjin của Đài Loan, nằm ngay ngoài khơi bờ biển phía đông nam Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV phát hình đoạn phim hôm thứ Sáu cho thấy các binh sĩ của Trung Quốc di chuyển các hệ thống pháo binh và hỏa tiễn di động vào vị trí, mặc dù nó không cho thấy bất cứ phát đạn thật nào. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lên án các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là sự khiêu khích phi lý và phái các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ của mình để đáp trả. Việc đi du lịch và ăn mừng những ngày lễ cuối tuần trong ngày lễ Memorial có thể bị gián đoạn vì những cơn bão nguy hiểm sẽ diễn ra trên khắp Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia NWS cho biết, những cơn lốc xoáy dữ dội với sức gió giật vượt quá 90 dặm một giờ sẽ có khả năng diễn ra ở tại Oklahoma và Kansas vào ngày thứ Bảy. Và những trận mưa đá với những hòn đá cỡ một quả bóng mềm softball cũng có thể xuất hiện trong khu vực. Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cũng dự báo là trên khắp miền Trung nước Mỹ thì mưa đá rất lớn, gió giật mạnh và lốc xoáy mạnh đều có thể xảy ra vào cuối tuần này. Cơ quan này cũng cho biết là các khu vực ở một số tiểu bang bao gồm Texas và New Mexico đang phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn lên đến cực độ vào cuối tuần vì những cơn gió lớn với độ ẩm thấp và tình trạng hạn hán kéo dài diễn ra tại các địa phương này. Trong khi đó thì những cơn dông bão nghiêm trọng mang theo gió giật 80 dặm một giờ đã tấn công Iowa và Illinois trong suốt ngày hôm nay thứ Sáu. Theo FlightAware thì các chuyến bay tại phi trường quốc tế Chicago O'Hare đã bị trễ trung bình 1 tiếng đồng hồ vì những cơn dông bão. Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA dự đoán cuối tuần này sẽ mang lại chuyến đi du hành vào ngày lễ Memorial bận rộn nhất trong suốt 19 năm qua, với khoảng 43.8 triệu người khởi hành đi ít nhất là 50 dặm từ nhà của mình. Những cơn bão diễn ra từ ngày thứ Năm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gây ra một số các hỗn loạn liên quan đến các giao thông tại các phi trường New York. Phi trường LaGuardia của thành phố New York và sân bay quốc tế John F. Kennedy đã có gần 700 chuyến bay bị hoãn và 90 chuyến bị hủy trong suốt ngày thứ Năm hôm qua. Và thưa anh ở Mỹ lâu rồi, anh cũng biết là cái ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong là một ngày không chính thức, nó bắt đầu vào mùa du lịch mùa hè. Dạ vâng. Cho tất cả mọi người, cho nên nếu mà người Mỹ mà nhiều đó người đi, 44 triệu người sẽ đổ ra đường. Người ta nô nức người ta đi phải không ạ? Tại vì nó như là khởi đầu cho mùa hè. Nhưng mà những người khôn ngoan một chút thì đừng có đi. Mình đợi đi sau đó đi, mình đi để sau, thứ nhất là đỡ tốn tiền hơn, đỡ bị kẹt xe, đỡ bị, nhất là đang có thời tiết không tốt nữa. Đúng rồi. Dạ vâng. Bản tin kế tiếp cũng liên quan đến vấn đề nghỉ hè, thưa quý vị. Vài điều cần biết về an toàn di nước trong dịp hè. Gần 44 triệu du khách đã và sẽ rời nhà vào cuối tuần này để đi du lịch hoặc là du ngoạn, theo công ty AAA. Nhưng những chuyến đi nghỉ hè sớm trong dịp lễ cuối tuần tưởng niệm chiến sĩ trận vong có thể nhanh chóng trở thành bi kịch nếu các gia đình không cẩn thận với nước. Tuy là một thảm kịch có thể ngăn ngừa được, nhưng một người chỉ mất có vài giây đồng hồ là có thể chết đuối. Bác sĩ Don Plumley là giám đốc y tế khoa chấn thương nhi Bệnh viện Nhi đồng Orlando Health Arnold Palmer cho biết, bạn đang đi nghỉ hè, bạn đang cảm thấy vui vẻ và đôi khi mất cảnh giác. Bác sĩ Plumley nói rằng hàng năm khi thời tiết ấm lên, số vụ chết đuối gia tăng với nguy cơ cao nhất là trẻ em mới biết đi từ 1 cho đến 4 tuổi và nhóm trẻ em có nhu cầu cần được chăm sóc đặc biệt. Theo bác sĩ Plumley, việc ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản ABC về an toàn dưới nước có thể giúp ích cho mọi người trong mùa hè năm nay. Đầu tiên, chữ A là Adult Supervision, là sự giám sát của người lớn. Ông đề nghị chỉ định một người giám sát khi trẻ em ở gần khu vực có nước như là hồ, lạch, sông biển, v.v. Ông giải thích rằng giống như là chọn một tài xế được chỉ định khi đi chơi với bạn bè trưởng thành.
phải có một người nào đó không uống rượu, không nghe điện thoại, vân vân. Tuy nhiên, người đáng chú ý trong trường bọn trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi, vì vậy phải có nhiều người thay phiên nhau làm việc này để bảo đảm các em nhỏ luôn luôn được trông chừng. Thứ hai là chữ B, barriers, là ranh giới, rào cản. Hãy tìm kiếm các tính năng an toàn dưới nước xung quanh các vùng nước, đặc biệt nếu bạn đang ở một nơi xa lạ. Theo bác sĩ Don Plumley thì bạn nên xem có hàng rào quanh hồ bơi không, cửa hàng rào có khóa hay không, có chuông báo động không, bởi vì tất cả những thứ đó có thể giúp ngăn ngừa tai nạn chết đuối. Thứ ba, cuối cùng là chữ C, là classes, là các lớp tập bơi. Bậc phụ huynh nên ghi danh cho trẻ em học bơi, sinh tồn, vì khi đi nghỉ hè, ai cũng muốn được có thời gian thoải mái, vui chơi và giảm bớt căng thẳng tâm thần. Khi con em biết bơi thì người xung quanh mới thoải mái, tận hưởng dịp nghỉ an toàn và có một mùa hè tuyệt vời. Ngoài ra, bác sĩ Plumley cũng khuyên các bậc phụ huynh nên cân nhắc việc tham gia một lớp học về CPR, tức là cứu sống khẩn cấp những người bị đứng tim hay là đột quỵ. Ông nói rằng điều đó có thể tạo ra sự khác biệt trước khi những nhân viên cứu cấp đến được hiện trường tai nạn kịp thời. Hiện nay thưa quý vị, nếu chúng ta hỏi một người nào đó là bạn có sử dụng Facebook hay không, bạn có Twitter hay không, bạn có Instagram, bạn có xem TikTok, phần lớn đều trả lời là có. Và hiện nay thưa quý vị, tất cả những điều này đều mang lại rất nhiều điều tốt. Chúng cho phép chúng ta có thể thể hiện bản thân, kết nối với người khác và thực sự mang lại sức hút cho các phong trào xã hội. Và danh sách những cái tài khoản hoặc là những cái hệ thống mạng xã hội không kết thúc. Nhưng thật không may thì mạng xã hội cũng có mặt tối của nó. Nó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào một người rất nguy hiểm và gây tổn thương. Bà Norma Nazario là mẹ của Zachary Nazario, một cậu bé 15 tuổi đã thiệt mạng khi cậu đã sử dụng ván trượt để trượt trên mui một chiếc tàu hỏa đang di chuyển. Và điều này đã đưa đến sự thiệt mạng của cậu. Tại sao cậu lại thực hiện điều nguy hiểm đó? Là vì là những lời thách thức ở trên các trang mạng TikTok và đã đưa ra, và người ta đã điều tra ra rằng có khoảng 10 người đã bị thiệt mạng về những lời TikTok những lời thách thức từ TikTok tương tự như vậy ở trên các cái trang mạng của TikTok. Và người ta đã thử sức mình khi mà lượt trượt ván ở trên mui những chiếc tàu đang di chuyển. Ngoài ra thì một cô bé 15 tuổi khác cũng đã thiệt mạng sau khi đã thử thách là tự mình làm cho mình bị bất tỉnh. Và chính là những điều này cũng phát khởi từ những trang mạng xã hội, từ hệ thống truyền thông xã hội, với những cái lời thách thức mà cha mẹ sẽ không thể kiểm tra được đối với hành vi của các con mình. Khi các em ở trong một phòng riêng, cha mẹ bên ngoài thì cứ nghĩ là các em đang làm bài tập, đang làm homework, nhưng thực sự là các em đang lướt trên các trang mạng và cũng theo dõi những cái điều mà người ta gọi là trend, những cái xu hướng xã hội. Có những điều mang lại lợi ích cho các em, nhưng chính có những điều cũng có thể mang lại sự mất mạng. Do đó mà cha mẹ luôn luôn theo dõi xem con mình chơi cái gì, sử dụng cái gì trên các cái iPad hoặc là trên các cái điện thoại di động mà cha mẹ đã cung cấp cho các em. Dĩ nhiên rồi, các em từ 10 tuổi trở lên thì hình như là cha mẹ đều đã cho các em sử dụng điện thoại riêng và thậm chí cho sử dụng iPad. Và nếu như chúng ta lơ là trong cái việc quản lý và xem xét các em xem gì và đọc gì trên những cái iPad hoặc là những cái dụng cụ này, thì đó là một tai họa mà chúng ta sẽ không thể lường tới được. Và thay vì đa số những bố mẹ Việt Nam thường thường không có theo dõi hoặc là không có nói nhiều với con đến khi nó trễ, thì một trong những cái lời khuyên được đưa ra là nên nói chuyện với con mình, em mình, là những cái chuyện đó là những cái trò trào lưu nguy hiểm. Và thật sự là nếu mà nói đúng chữ là stupid hoặc là ngốc á, là bởi vì có một người thân thử theo cái kiểu mà thách thức á, vâng, ăn cái chip mà chip là cái chip corn thôi nhưng mà nó cay à. Mà cậu này cậu ăn một cái gói, không biết là họ thách thức là ăn bao nhiêu, ăn xong uống nước vô hay là không uống nước gì đâu không biết nữa, cậu nói là đau bụng hết 6 tiếng đồng hồ đấy, sợ quá phải nằm lăn ra ghế ra sofa, sợ tận tới già. Nhưng mà đây là một người lớn, đây mặc dù cái cậu này là cháu có người thân của Thanh Thảo nhưng mà là người trưởng thành. Tưởng tượng là một đứa trẻ thì sao? Đúng. Có thể cơ thể nó chịu nó không sẽ nổi. Có thể mất mạng. Vâng, có thể đó. Mất mạng vì nó, nói chung là những cái thách thức này không nên làm và cứ xem như là một cái chuyện mình phải tìm hiểu và mình nhận ra là nó hoàn toàn không nên. Thành ra đó, thứ nhất là đó, họ cũng nhắn nhủ là cha mẹ nên gần gũi với con, mà nên vui vậy. Chơi với con mình, chia sẻ những cái điều mà con mình, hoặc là ngồi chịu khó một ngày bỏ ra bao nhiêu phút đó ngồi xem iPad, lướt iPad với các em, phân tích cái nào có lợi, cái nào không. Dạ. Và cái chương trình đặc biệt mà những chương trình có lợi thì nhiều đến nỗi không có giờ để xem. Đấy.
mà trong khi các em lại thích xem những cái lời thách thức đó. Vâng. Kế đến bản tin sau cùng ngày hôm nay, thưa quý vị, là Amazon giảm giá trên 4.000 thực phẩm tạp hóa. Dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến là Amazon Fresh đang cố gắng giúp cho người tiêu dùng thoải mái hơn một chút khi mua thực phẩm. Hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, nhà bán lẻ này cho biết họ đang giảm giá 4.000 sản phẩm tạp hóa. Người mua sắm ở Hoa Kỳ sẽ được giảm giá hàng ngày lên tới 30% cho các sản phẩm mua tại cửa hàng và trên trực tuyến. Và các món hàng được giảm giá sẽ luân phiên hàng tuần. Thịt, hải sản, thực phẩm đông lạnh, sữa và thức uống là những thứ trong những sản phẩm sẽ được giảm giá. Việc giảm giá áp dụng cho cả thương hiệu khác lẫn sản phẩm thương hiệu riêng của Amazon. Nếu là thành viên của dịch vụ Amazon Prime thì quý vị còn được giảm giá nhiều hơn nữa, thêm được tới 10% cho một số mặt hàng. Amazon Fresh gia nhập một số nhà bán lẻ lớn, chẳng hạn Target và Walmart, công bố giảm giá trong những tuần lễ gần đây. Điều này xảy ra khi giá cả tăng cao do nạn lạm phát dai dẳng buộc người tiêu dùng phải giảm chi tiêu và phải lựa chọn giữa mong muốn và nhu cầu. Trong cán cân thăng bằng giữa các cửa hàng và người mua hàng thì chính các cửa hàng cuối cùng dường như đã phải nhượng bộ. Đó là vấn đề không chỉ đối với người mua sắm cá nhân hay là thậm chí các chuỗi bán lẻ lớn mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong đó 2/3 lực chuyển nền kinh tế đến từ mức chi tiêu của người tiêu dùng. Bà Sarah Wyatt là giám đốc điều hành bán lẻ và tiêu dùng của S&P Global Ratings cho biết người mua sắm đã rút lại trong một năm nay vì chi phí đã tăng cao hơn 20% cho đến 30% so với 3 năm trước và vì lợi tức không theo kịp. Điều này đang khiến cho người tiêu dùng ở mọi mức lợi tức tìm kiếm những sản phẩm hạ giá. Bà Wyatt cho rằng với nguồn tiền ít hơn của người tiêu dùng, thách thức đối với các nhà bán lẻ hiện nay làm cho người tiêu dùng thoát khỏi suy nghĩ giảm chi tiêu và hãy đến cửa tiệm của mình thay vì đến cửa tiệm đối thủ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay anh Dũng và Thanh Thảo cũng đại diện cho đài Việt PCV kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui. Đây là một cuối tuần dài đầu tiên của mùa hè của năm 2024 trong cái dịp tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Mong rằng quý vị sẽ có thời gian an toàn, vui vẻ bên người thân và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi. Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trương Quang Trẻ, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực vì biết rằng không có gì đạt được một cách dễ dàng. Các sản phẩm hồng sâm, Trang Quan Trang đồng hành với tôi để giữ sức khỏe của mình mỗi ngày. Những ngày vàng son của tôi là bây giờ, ngày hôm nay. Hãy tận hưởng thời vàng son của bạn với Trương Quan Trẻ, thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới. Đây là bạn đồng hành của tôi. Văn phòng quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau: nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch, mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch. Có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận Nhất, Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà không có quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ trân trọng, kính mời.